tiên mình đi đến đi vào xem miếng đất thì chúng ta xem trước phần giấy tờ các anh chị. À, phần giấy này của chị cô bà Nguyễn Thị Ngọc Mai ha, ở Phước Hòa, Phước Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang. Thì miếng này cộng lại hết tất cả ba sổ này. Này sổ này là 781, sổ này là 1881, sổ này là 149 nữa. 900, 1000, 1300 mét vuông. 1030 mét vuông ha các anh chị. Thì có trong đó nè, chúng ta được thổ cư nè, thấy không? Thổ cư được 149 mét vuông thổ cư. Đất ở nông thôn. Đây thì đất chúng ta được hướng hướng đông, đông nam các anh chị. Hình lộ hiện tại là lộ 3 mét, lộ nông thôn. Chế này làm năm 2016 hay 10 ta? Năm 2010. Chế làm năm 2010. Thì còn lại là cái lô 5 hết. Thì đang chăm cái lô 5. Bên này cũng được 781 cây vuông cái lô 5. Thì chiều ngang của miếng đất này á thì được 14 m, dài khoảng 75 m nha anh chị. À giấy cộng lại khoảng 75 m. Thấy hậu thì 13m35. Đất nó như vậy nha các anh chị. Tại vì cái này chỗ này là 13m60 nha. Tại thành đất nó hơi dài nên nó hơi nhỏ. Thấy. Đất như vậy. Thì khoảng 75m, chiều dài khoảng 75m. Thì mình tìm 14 và hậu thì 13 35. Đấy. Rồi chúng ta quay lại phần đất ha. Kênh nhà đất 927 xin kính chào tất cả anh chị. À, hôm nay kênh nhà đất 927 cho đi đến một vị trí, một miếng đất của một chị buôn bán, chị ở Phương Bình, chị gửi em bán các anh chị. Này, vị trí miếng đất này thì với vị trí miếng đất này thuộc ấp Phương Hòa, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang ha. Đây. Với một tiền này là 12m, hậu 6m, chiều dài là 75m nha. Tổng diện tích miếng này là hiện tại nãy mình mới đo lại là chỉ mới có 750 mét vuông thôi. Được tới trên giấy nó là tới gần 20 mét vuông, nó là 1000 mét vuông nha anh chị. Giờ bị lấn ganh đó các anh chị. Mình thấy chủ lấn ganh, chủ không có khả năng làm giấy tờ lại á, nên không có cầm ganh lại anh chị, chưa bán theo cái ganh cầm hiện tại thôi. Sao mình ở đây theo chủ cầm thì dưới cây này đều có chủ đá hết trơn các anh chị. Trời ơi, cây này đụng tới miếng mương sao luôn các anh chị. Dù đá nằm ngay đây, cầm miếng mương rồi nghe chị nói là cầm hoài mà nó bị ngã hoài thôi. Nên chỉ lên bờ cầm. Đây, chủ đá đều có đá dưới gốc cây đó. Thì sẽ đi qua mấy mương đó. Hoặc gần nữa cái mương đó nghe các anh chị. Gần nữa cái mương mấy anh đó. Đây. Đây. Gần nữa mấy mương mấy anh này ha. Từ đây nè, đi khoảng gần nữa mấy mương. Đó là mương từ mình phía sau 6 mét. Phía trước 12 mét. Trên giấy thì vuông dứt các anh chị 12 ha. Giờ bị lấn ganh đó. Rồi đây, từ đây nè, theo cái bờ cỏ chưa dọn, mới trồng tràm, chỗ mới trồng tràm nè. Đi thẳng ra ngoài trước đụng cái lò nhường trước các anh chị. Lò xe hơi nha. Lò này chúng ta là lò xe hơi. Lò đất trống bên này là đất của người khác các anh chị. Thì hiện tại trên đất này được trăm thổ cư gần như rất cây lâu năm hết nha anh chị. Cái tính là gần nửa cái mương đó, thẳng gần trước. Đất này phía trước nó có được bờ kênh các anh chị, có được khoảng đất mé sông nữa, đất mé sông cỡ khoảng 300 mét vuông ạ. Thấy nhỏ với dọn trống đã rộng lắm các anh chị. Tại mấy bên đó chỗ cái này nè, nó có thể có một cái miếng mương ngay đây nè, có một cái miếng mương ngay đây nè, chỗ này có một cái miếng mương thì gọi lên đó. Tại mương này cạn á, giờ nó bị rách nơi. Ganh gấp thì cầu cứ ganh gấp thì gói rất là rõ ràng rồi. Mình đang đi nhờ bên đất người ta nha các anh chị. Theo
cây cầm đó anh chị. Cái cầm đi qua mấy bản. Xin nhắc lại thông tin miếng đất một lần nữa cho anh chị. Hiện tại miếng đất này là tổng diện tích nó là hiện tại mới đo đạt được thì là 750. Nhưng cái thực tế trên giấy là khoảng 980 các anh chị. Đấy, đây là chủ gần này, nó này chú cầm 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 kéo dây rồi các anh chị. Nó từ từ đụng mấy mương bên đó. Trước có chủ gần trước luôn các anh chị. Thì nhắc ngồi đây nhắc là thông tin cái thì miếng đất này thuộc xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang. Cái tổng diện tích miếng này đó là diện tích thì hiện tại theo cục ganh thì 750 m², diện tích trên giấy là 980 m², là ngàn ha. Cục ganh thì có 4 góc đều có cục ganh hết. Mấy xong thì chúng ta được khoảng 300 m² đất mấy xong nữa. Mới đất mới xong không nằm trên vòng khoáng ha. Thấy em đi vào lậu thì lậu là lậu ô tô, lậu nhựa, lậu 3 m, ô tô đi tới tác bình thường. Giá chủ đang kêu bán đó là 700 triệu thường lượng nha các anh chị. Đấy, nói dù anh tự thấy không là rõ đi qua mấy bên nuôi tre đó, nuôi tre có dù dòng tự bệnh đó đó. Thằng đất mới xong để chú đất có con sông. Đấy. Đấy. Cái bên là mấy người đó đó. Dù gần rất mình. Đây là lậu nha các anh chị. Lậu nhựa 3 m². Chú là đường hòn đất như mấy sông này đây. Khoảng 300 m². Cái con sông. Giá chủ kêu là 700 triệu ha. Bán hết nha, còn thương lượng nhẹ cho các anh chị giấy tờ nha các anh chị. Rồi video em đến đây là hết. Cảm ơn tất cả các anh chị đã xem hết video. Các anh chị nào có nhu cầu hay trực tiếp qua số điện thoại 0939 95 3639 để đi xem đất hoặc là cứ gửi em buôn bán đất ha. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Vậy là chưa đăng ký kênh nhớ bấm đăng ký và thông báo để nhận tin đất mới nhất thì kênh nhật 27 các anh chị.